em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta có mặt ở đây là Crescent Mall quận 7 ha. Khu này thuộc Phú Mỹ Hưng nè. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 5 km. Và hôm nay nhân dịp dẫn bạn đồng nhỏ đi chơi một vòng trong siêu thị này. Rồi em dẫn bà con mình cùng đi một vòng khám phá khu vực Phú Mỹ Hưng này ha. Đó. Để mình xem ngoài trung tâm Sài Gòn thì cũng còn có những điểm vui chơi, mua sắm rất là hiện đại, rất là sang trọng ở khu vực này. Và chúng ta cùng nhìn xem một vòng ha. Đó, rồi mình sẽ đi ra ngoài. Và Sài Gòn bây giờ cũng sắp đến mùa Halloween rồi. Đây có bán những cái đồ chơi, đồ trang trí phục vụ cho mùa lễ Halloween. Đương nhiên là chỉ ảnh hưởng của phương Tây thôi, chứ Việt Nam thì không có ngày lễ này. Ở đây chúng ta thấy có shop hàng hiệu rất là sang trọng. Và mình đang ở tầng tầng trệt rau. Và siêu thị này có 3-4 tầng hầm. Ở đây cũng bán kim cương nữa nè. Hiệu quần áo A&M nè. Và siêu thị này rất là cao. Tuy là không cao lắm nhưng mà cũng 4-5 tầng á. Trời nóng nóng mình ra đây hóng mát cũng được. Thiết kế rất là độc, rất là đẹp. Đây là cái trần của siêu thị nè. Có tầng ăn uống, rồi tầng vui chơi, rồi tầng mua sắm rất là nhiều ở đây luôn. Rồi chúng ta đi một vòng thẳng ra bên bờ hồ ha. Và đây có cái hồ bán nguyệt. Giống như nửa mặt trăng vậy đó. Ta sẽ đi một vòng nha. Bạn đồng nhỏ thường vô đây là đi vô khu vui chơi à. Rồi hồi ăn khoai tây thôi. Khoai tây chấm tương ớt, tương cà. Thú vui nhỏ nhỏ. Cô bạn nhỏ. Và này giữ bạn nhỏ rồi. Em mời các anh chị chúng ta cùng đi chơi nha. Đi khám phá khu vực Phú Mỹ Hưng, cụ thể là siêu thị Racion Mall. Bên này rất là đẹp luôn nè. Hiệu Gap đang sale 50%. Gap Kit. Banana Republic nè. Sale 50% luôn. Bên đây thì cũng có một cái cầu thang lên lầu. Siêu thị này thiết kế một dãy dài. Thương hiệu CK. Bây giờ ở Sài Gòn cũng rất là hiện đại nữa ha. Cũng có đầy đủ các thương hiệu lớn ở nước ngoài.
và bên đây bán sushi. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi ra đường, đi ra cái hồ Bán Nguyệt. Cửa mở. Đâu rồi? Đó, cửa tự động. Mình đi ra khu này, ở ngoài đây thì rất là rộng nè, và bên kia chúng ta thấy có cái màu xanh đỏ tím vàng đổi màu liên tục ha, đó là cây cầu ánh sao. Và đây có Coffee Highland. Nếu các anh chị và các bạn có dịp về Sài Gòn thì mình muốn đổi gió, mình qua quận 7 ha, quận 7 bên khu Phú Mỹ Hưng, có cái siêu thị Richmond Mall này, và ở đây cũng rất là mát mẻ, mà có rất là nhiều cái nhà hàng ăn uống ở đây. Sushi nữa nè. Nhìn lại khu siêu thị lúc nãy mình vừa đi qua nè. Và bây giờ mình đi dọc cái bờ hồ này ha. Ở đây rất là nhiều cư dân Hàn Quốc, rất là nhiều người Hàn ở đây, nên nếu các anh chị các bạn ở Hàn thì mình có thể về Sài Gòn này và ở qua khu quận 7 này, chúng ta có thể gặp đồng hương. Và ở đây được lót gạch rất là sạch sẽ nha. Đây là đường Hoàng Văn Thái. Đây mình nghe tiếng ếch kêu nữa. Mình thẳng hướng này là mình sẽ đi ra cầu Phú Mỹ đó. Đây gần với cầu Phú Mỹ. Và cái siêu thị chúng ta mặt tiền là đường đại lộ Võ Văn Linh, Nguyễn Văn Linh, đường đi ra cao tốc Trung Lương, nối liền với cầu Phú Mỹ đến cao tốc Dầu Dây luôn. Chúng ta sẽ đi một vòng cái khu hồ Bán Nguyệt này ha. Cái trục đường này thì có rất là nhiều người họ tập thể dục nè, và trong đó có chúng ta, chúng ta cũng đi dạo một vòng ở đây. Thì cái trục đường này những ngày lễ Tết thì sẽ có trang trí giống như đường hoa ở Nguyễn Huệ vậy đó. Và bên đây không khí rất là trong lành, chúng ta có thể hít thở mạnh và cảm giác như là rất là mát. Nếu các anh chị ở đây thì buổi chiều mình ở đây tập thể dục nè, buổi tối đi shopping nè, nhìn ra bờ hồ nè. Dọc dọc bờ hồ này thì cũng có những nhà hàng, những quán cà phê. Tôi thấy The Green House.
nay mình chạy một vòng xong cái về uống với bạn bè ly cà phê ngồi tán dóc rất là thú vị ha. Nay chúng ta nhìn ra bờ hồ nè, bên kia đèn chớp chớp đó là cầu Ánh Sao, một cái cầu rất là đẹp và tập trung rất là nhiều bạn trẻ đến đó. Nó giống như là cầu móng ở bến Bạch Đằng vậy đó. Có nhiều đôi bạn trẻ đến đó để chụp hình. Và ở đây em thấy một cái tông màu vàng, đèn vàng. Đối với bên quận 7 Phú Mỹ Hưng này thì không có đèn, không có sáng như là ở quận nhất. Không hiểu vì sao. Và nhìn thấy bên đây có một cái trục đường thẳng, quẹo trái quẹo phải, đó là nếu mà mình quẹo phải thì mình sẽ đi về nhà bè đó. Mình nhìn thấy khung cảnh rất là giống ở Hàn Quốc, đèn không có sáng, rồi nhà thì ít có nhà mở cửa. Giống như ở Seoul vậy đó. Tại vì em cũng có đi đến Seoul một lần rồi và cảm thấy cái hình ảnh nó na ná như nhau. Ở đây thì cũng có quán ăn nhưng mà không có quán ăn lề đường như là ở trong cái trung tâm Sài Gòn, mà chỉ là những nhà hàng. Ở đây mình nhìn thấy Thái Express. Nếu mà chúng ta có điều kiện mình ở những cái khu thế này thì phải nói là thiên đường. Hiện tại thì khu này tính ra không có bằng những khu triệu đô khác, nhưng mà về cái an ninh rồi cũng như cái tiện lợi ở đây cũng không thua gì ở Ba Son hay là ở Vinhome đâu ha. Rồi có một số hình ảnh ở trong cái siêu thị Radisson Mall và khu vực Hồ Bán Nguyệt gửi các anh chị và các bạn, để chúng ta có cái nhìn khác hơn về những hình ảnh hôm bữa giờ chúng ta xem. Và nhân đây gửi các anh chị các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và lời chào trân trọng nhất, những cái comment của cô chú anh chị thì em rất là trân quý và xem đó như là một cái bài học và những cái chia sẻ của những cô chú anh chị. Nhân đây mình cũng cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV. Ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè, thấy một dãy nhà hàng cặp ven hồ và nơi đó có siêu thị. Và bên kia ta thấy một cái chung cư quá trời đèn luôn. Đó là một cái khu đô thị, những lốc chung cư nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng này. Bên đây chúng ta không có thấy dây điện đâu ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.